À, trong cái đề tài hôm nay là Thánh Giuse trong lòng Kitô hữu. Kính thưa tất cả, như thường lệ, chúng ta rất hân hạnh có cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy, ngài thuộc dòng Xuân Bích và hiện làm cha giám đốc Đại chủng viện ở bên San Antonio, Texas. Ngài có bằng tiến sĩ thần học tín lý tại Roma. Rất hân hạnh được cha đến với chúng con mỗi tháng trong năm Kinh Thánh Giuse này. Và như quý vị đã biết, cha giáo sẽ trình bày đề tài 30 phút. Sau đó chúng ta sẽ có phần hỏi và đáp. Và tiếp đến là giờ chầu Thánh Thể. Xin thành thật cảm ơn. Và tất cả chúng ta xin thâm ấp để chào đón cha giáo đã đến với chúng con trong cái buổi hội thảo lần thứ bảy hôm nay. Dạ vâng, chúng con xin mời cha. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả quý anh chị em cũng như tất cả những người theo dõi ở trong ngày chúng ta cùng nhau học hỏi về Thánh Giuse. Và như thầy giới thiệu, đây là lần thứ bảy, là tháng thứ bảy chúng ta mừng kính học hỏi về gương của Thánh Giuse trong năm kính Thánh Giuse. Đề tài mà tôi muốn nói với tất cả anh chị em hôm nay là Thánh Giuse trong lòng Kitô hữu. Và đây cũng là một điều khá đặc biệt, bởi vì tôi muốn nói đến Thánh Giuse ở trong lòng Kitô hữu từ những thế kỷ đầu tiên, và việc sùng kính, lòng sùng kính của Kitô hữu đã đưa từ những cử chỉ đơn sơ kinh nguyện tranh vẽ ở trong các nhà thờ, trong các cái hang động nơi họ trú những cái cuộc bách hại, cho đến khi phụng vụ đưa chính thức Thánh Giuse vào trong các thánh lễ mà chúng ta thấy ngày nay. Tôi cũng nói đến một phần về Thánh Giuse đối với Giáo hội Việt Nam, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái giờ hỏi đáp. Bây giờ tôi đi ngay vào trong cái phần của bài tôi muốn nói chuyện cùng anh chị em. Thánh Giuse trong lòng Kitô hữu. Thật sự chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng chúng ta không có một cái bằng chứng cụ thể gì về lòng sùng kính của thánh nhân trong 1.000 năm đầu tiên của giáo hội. Điều này chắc hẳn là không có sai lầm, nhưng mà thật sự nó cũng không phải là chính xác. Bởi vì nếu chúng ta đi tìm những nghi lễ để được công nhận, được ghi vào ở trong lịch phụng vụ của giáo hội, ghi một cách có hệ thống rõ ràng, hay chúng ta tìm những cái bằng chứng phổ biến lòng sùng kính Thánh Giuse như là sùng kính Mẹ Maria hay là sùng kính các thánh tự đạo, thì chắc chắn là chúng ta không tìm thấy nhiều. Nhưng nếu chúng ta đi vào các phong tục tập quán của các giáo hội địa phương, nhất là ở những vùng ở bên vùng Trung Đông và ở vùng Ai Cập, thì rất nhiều nhà dòng, rất nhiều địa phương, rất nhiều vùng mà ngày nay chúng ta gọi là giáo phận, họ đã có lòng sùng kính Thánh Giuse một cách đặc biệt. Nhưng phần lớn người ta không sùng kính Thánh Giuse một cách tách biệt, độc lập, một mình ngài, mà việc sùng kính Thánh Giuse luôn luôn được liên kết với gia đình thánh là Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Điều cần biết là trong lịch sử của giáo hội không bao giờ vắng bóng lòng sùng kính của Thánh Giuse, hay chúng ta có thể nói một cách nôm na là khi tỏ khi mờ mà thôi. Tức là có những lúc lòng sùng kính rất rõ ràng và có những lúc lòng sùng kính không được rõ ràng trong lịch sử ghi lại ở trong lịch, nhất là trong lịch phụng vụ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao trong những năm đầu tiên, vài 300 năm đầu tiên của giáo hội, chúng ta không tìm thấy những bằng chứng của việc lòng sùng kính Thánh Giuse? Câu trả lời rất là dễ hiểu, bởi vì tất cả những ai học lịch sử của giáo hội đều biết là trong năm thế kỷ đầu tiên của giáo hội phải đối diện với những lạc giáo, và những lạc giáo này đã chiếm quá nhiều thời gian để cho các giám mục, các linh mục, các thần học gia phải dành thời gian để tranh tụng, để tìm cho ra được những điều chính yếu dạy cho giáo dân. Ngày nay chúng ta có kinh mà chúng ta gọi là kinh tin kính, chúng ta đọc hàng ngày đó hả, vào mỗi ngày Chủ nhật đó. Kinh tin kính là một kết thúc của bao nhiêu trăm năm mà giáo hội đứng lại để tìm ra những câu trả lời của những lạc giáo họ đặt ra. Lạc giáo lớn nhất ở trong thế kỷ thứ ba, thứ tư, thứ năm, người ta đặt tên là Arius. Arius là tên của một thầy tu ở bên Alexandria, ở bên Ai Cập. Và ông này là người đặt ra câu hỏi thắc mắc về thiên tính của Chúa Giêsu cũng như nhân tính của Chúa Giêsu.
Và ông công nhận, bởi vì Chúa Giê-xu là một con người, Ngài sống ở bên đất Do Thái, rồi Ngài lớn lên, Ngài sống, rồi Ngài chết. Cho nên, về phương diện là một thần học gia, ông công nhận nhân tính của Đức Giê-xu và ông coi Đức Giê-xu là con của mẹ Maria. Nhưng ông không thể nào công nhận một Thiên Chúa mà lại đi làm con của một con người được. Cho nên ông không nhận thiên tính của Đức Giê-xu. Và đó là mở đầu cho một dãy những lạc giáo về sau mà giáo hội cần phải đối diện và cần phải chỉnh đốn. Cho nên trong Kinh Tin Kính khi chúng ta đọc đó, tôi tin Đức Giê-xu Ki-tô con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Tất cả những cái đó là để trả lời cho những lạc giáo trong mấy trăm năm đầu tiên. Bởi vì người ta công nhận Đức Giê-xu là con người, mẹ Maria là mẹ của con người Giê-xu, nhưng mẹ không thể nào được gọi là mẹ Thiên Chúa được. Bởi vì họ không tin Đức Giê-xu có thiên tính mà lại sống trên trái đất. Vì thế, giáo hội trong những năm đầu tiên đã dành quá nhiều thời gian để đối chất với các lạc giáo. Thì việc chúng ta tìm đến lòng sùng kính của Thánh Giuse hay là các thánh thì thấy rất ít, ngoại trừ là lòng sùng kính đối với mẹ Maria. Bởi vì công đồng Ephesos năm 431, khi giáo hội công bố Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, hay là nói theo tiếng Hy Lạp đó, Đức Mẹ là người cưu mang Thiên Chúa hả? Giáo hội dùng cái từ của tiếng Hy Lạp Theotokos, tức là người cưu mang Thiên Chúa, bởi vì Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Thì khi giáo hội công bố tín điều năm 431, mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ cưu mang Thiên Chúa, thì lòng sùng kính của mẹ Maria lên cao. Và không phải họ sùng kính mẹ Maria vì mẹ, mà họ sùng kính mẹ bởi vì mẹ là đấng cưu mang con Thiên Chúa. Nhưng trở lại lịch sử để nói về Thánh Giuse, thì những năm đầu tiên ở trong các nhà thờ, trong những nơi người ta ẩn núp bởi vì bị bắt bớ, thì người ta thấy có những tranh vẽ mà hình ảnh Thánh Giuse luôn luôn đi đôi với mẹ Maria, với Chúa Giê-xu, với các mục đồng, với các đạo sĩ. Mà điều rõ ràng nhất là ngôi nhà thờ xây ở bên Ý, chúng ta gọi là nhà thờ Đức Bà Cả đó, Maria Maggiore, tất cả những ai học ở Ý lâu thì biết cái nhà thờ đó. Nhà thờ đó xây năm 435 để nhớ về công đồng Ephesos họp năm 431 và công bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đó. Thì trong nhà thờ đó, những ai có dịp qua, chúng ta sẽ thấy có những cái miếng đá ghép lại, chúng ta gọi là mosaic đó. Và nhà thờ đó được xây để vinh danh mẹ Maria. Thì trong đó có hình ảnh Chúa Giê-xu trong dịp Đức Maria sinh con, rồi trong dịp dâng con vào đền thờ, rồi một bức ảnh nói về việc Thánh Giuse dẫn mẹ Maria và Chúa Giê-xu trốn qua Ai Cập, và hình ảnh cuối cùng là gia đình Nazareth. Nhưng một điều chúng ta cũng tìm được ở bên đất thánh rất sớm là vào từ thế kỷ thứ 7, người ta đã thấy có hai nhà thờ được xây ở vùng Nazareth. Một là nơi mẹ Maria được truyền tin, và những ai có dịp đi đất thánh đều có dịp đến đó để mà thăm viếng. Thứ hai là một đền thờ ở ngay trên ngôi nhà mà theo truyền thuyết là ở đó là nhà của Thánh Giuse. Vì thế ngay từ đầu khi Tô Hữu đã có một lòng sùng kính Thánh Giuse đặc biệt, và nhất là ở Ai Cập, ở cái vùng một cái thành phố gọi là Pharama. Đó là thành phố mà người ta tin rằng Thánh Giuse đã dẫn mẹ Maria và Chúa Giê-xu qua để tạm cư khi mà đi lánh nạn Herode. Và vì thế từ đầu thế kỷ thứ tư, nếu nói rằng lòng sùng kính của Thánh Giuse bắt đầu phát triển và thịnh hành thì phải nói là ở Ai Cập. Và bởi một nhóm người bây giờ chúng ta gọi là nhóm Coptics, thì lòng sùng kính của Thánh Giuse phát triển rất mạnh ở bên Ai Cập từ đầu thế kỷ thứ tư. Và người ta ghi ngày 20 tháng 7, cũng không biết tại sao người ta dùng cái ngày đó, nhưng mà người ta cho rằng 20 tháng 7 là ngày nhớ Thánh Giuse qua đời. Và từ lòng sùng kính phổ biến từ Ai Cập bắt đầu truyền qua Tây Phương, tức là truyền qua bên cái vùng Roma, cho đến khoảng từng sau thế kỷ thứ 11. Còn sau năm 1000 thì những cái dòng tu, nhất là những dòng tu ở bên vùng Palestine, tức là bên vùng Do Thái,
Có rất nhiều các dòng tu và các giáo hội địa phương vẫn luôn có lòng yêu mến Thánh Giuse và họ dâng lễ đọc kinh hoặc là tạc tượng Thánh Giuse trong khuôn viên của họ. Nó chưa trở thành chính thức của toàn thể giáo hội, nhưng trong khuôn viên của nhà dòng, trong khuôn viên của một khu vực nào đó, thì người ta có lòng sùng kính Thánh Giuse. Nhất là những người gặp khó khăn, rồi những người đứng đầu gia đình luôn luôn đặt hình ảnh Thánh Giuse là đấng bảo trợ cho gia đình. Ở bên Tây Phương, tức là tôi muốn nói đến lịch sử ở bên giáo hội Roma của chúng ta đó, thì đến cuối thế kỷ thứ 9, người ta tìm thấy ở trong lịch của những người ở bên Ái Nhĩ Lan, Ireland, đó, ghi là ngày 19 tháng 3. Và cũng từ thế kỷ thứ 10 trở đi, người ta thấy rất nhiều các giáo hội ở vùng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý bắt đầu áp dụng dùng ngày 19 tháng 3 để dâng lễ kính Thánh Giuse. Và lễ này được ghi chính thức vào sổ của Roma vào năm 1479. Nhưng mà giáo hội chờ cho đến năm 1621 thì lễ kính Thánh Giuse mới bắt đầu được phổ biến một cách rộng rãi cho toàn thể giáo hội. Và khi lễ thánh kính Thánh Giuse được phổ biến thì các thần học gia cũng bắt đầu cho thêm những điều hiểu biết, viết nhiều về gương sống của Thánh Giuse. Ở trong đó có các bài viết nói về đức khiêm nhường, đức vân phục của Thánh Thomas Aquino, của Thánh Bernardo, của các cha, của các thánh ở trong dòng Francisco hoặc là trong dòng Đa Minh v.v. và các dòng nữ. Lòng sùng kính của Thánh Giuse ở Tây Phương, như tôi nói, đi có vẻ hơi muộn, tức là khoảng 1.000 năm đầu thì không rõ ràng. Hoặc là lòng sùng kính trong 1.000 năm đầu tiên luôn luôn được đi chung, ghép chung với lòng sùng kính mẹ Maria và Chúa Giêsu. Nhưng từ khoảng 1.000 năm sau, tức là tới thế kỷ thứ 11 trở đi, thì các tu viện, mà một trong những điều chúng ta tìm thấy rõ nhất đó là một tu viện Benedicto, tu viện biển Đức ở vùng Brescia ở nước Đức đó, họ ghi rất rõ ràng và họ tạc trong tượng ngày 19 tháng 3 là ngày dùng để kính Thánh Giuse. Tôi muốn dừng ở đây để cắt nghĩa một chút tại sao là ngày 19 tháng 3. Trong lịch sử chúng ta tìm thấy ngày 19 tháng 3 từ cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 ở bên Ireland, rồi những nơi khác ở Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, người ta cũng kính Thánh Giuse 19 tháng 3, nhưng người ta không biết nguyên nhân từ đâu mà đến. Khi đi ngược trở lại với lịch sử thì người ta thấy rằng trước năm 700, ở trong giáo hội của Âu Châu, đặc biệt là giáo hội ở bên Đông Phương, tức là những người ở vùng bên Hy Lạp, vùng bên Ai Cập, thì họ có ngày 20 tháng 3 là ngày kính Thánh Giuse. Và việc này được ghi trong lịch phụng vụ của họ. Tức là ở các vùng ở bên Đông Phương, thì ngày 20 tháng 3 họ ghi là ngày 20 tháng 3 kính Thánh Giuse. Nhưng Giuse đây không phải là Giuse cha nuôi Chúa Giêsu, mà đây là tổ phụ Giuse, ngài là con của Gia-cốp. Và chúng ta nhớ câu chuyện chính ngài đã bị anh em của ngài bán qua bên Ai Cập, rồi ngài làm quan ở trong triều Pharaoh, ở trong sách Sáng Thế chương 37 trở đi đã kể về cái câu chuyện đó. Vì thế, ngài là một thánh tổ phụ, cho nên giáo hội ở bên Đông Phương người ta kính ngài vào ngày 20 tháng 3. Và lòng sùng kính đó được tràn qua bên Tây Phương, tức là ở vùng Tây Ban Nha, ở vùng Ái Nhĩ Lan, Đức Ý, người ta có lịch là ngày 20 tháng 3 là ngày kính Thánh Giuse. Và tôi đang nói từ năm 700. Và Thánh Giuse đây là Thánh Giuse cựu ước. Khi các tu viện ở Âu Châu mừng kính lễ Thánh Giuse, gọi là tổ phụ Giuse, thì có một số các vị đứng đầu các tu viện, các viện phụ, rồi các giáo dân Kitô hữu của chúng ta, người ta đặt ra câu hỏi, tại sao lại có lễ kính thánh tổ phụ Giuse mà lại không có một lễ kính thánh Giuse của chúng ta, đó là Thánh Giuse cha nuôi Chúa Giêsu. Cho nên để thỏa mãn lòng ao ước của nhiều nhà dòng, nhiều người ước ao được dùng một ngày để kính Thánh Giuse, thì không phải giáo hội bắt đầu, mà các tu viện bắt đầu. Những tu viện, người ta lấy một ngày trước ngày 20 tháng 3, tức là 20 tháng 3 là ngày kính tổ phụ Giuse, thì người ta lấy ngày 19 tháng 3, tức là một ngày trước đó, để mừng kính cha nuôi Chúa Giêsu là Thánh Giuse. Bởi vì Ngài cũng có rất nhiều những điểm
tương đồng với thánh tổ phụ Giuse ở trong Cựu Ước. Ngài cũng qua Ai Cập, rồi cũng qua Ngài mà cứu vớt được bao nhiêu người dân, tất cả những cái đó. Vì thế đi lại cái lịch sử của ngày 19 tháng 3 có nhiều những lời giải thích khác nhau, nhưng các sử gia gần như đồng nhất cho rằng việc mừng kính thánh Giuse 19 tháng 3 được ghi lại là bởi vì lòng sùng kính của các Kitô hữu ở vùng Tây phương. Họ muốn có một ngày để chúng ta mừng kính Ngài trước khi chúng ta mừng kính thánh Giuse tổ phụ ở trong lịch phụng vụ được ghi lại. Và cũng từ thời kỳ đó, lòng sùng kính của thánh Giuse được phổ biến và bắt đầu lan rộng ở trong vùng Âu Châu. Nếu tôi muốn nói tóm ở trong 1.500 năm đầu tiên, thì tôi có thể nói được như thế này. 500 năm đầu tiên ở trong giáo hội, lòng sùng kính của thánh Giuse có lẽ không được rõ ràng bởi vì chúng ta phải đối diện với quá nhiều lạc giáo. Và các công đồng được triệu tập cũng chỉ để đối diện với các lạc giáo đó. 500 năm tiếp theo đó, lòng sùng kính của thánh Giuse mang tính cách cá nhân hoặc là cục bộ, có nghĩa là từng nhà dòng hoặc từng địa phương, phần lớn nằm ở Âu Châu và Phi Châu. Cho đến 500 năm thứ ba, tức là từ sau thế kỷ thứ 11 trở đi, thì lòng sùng kính của thánh Giuse bắt đầu được đưa vào phụng vụ và được tôn kính một cách có hệ thống. Mặc dù nó vẫn còn mang tính cách địa phương, nhưng gần như toàn thể giáo hội đã bắt đầu theo dõi. Và 500 năm sau cùng, tức là từ thế kỷ thứ 16 cho đến ngày hôm nay, đặc biệt là sau năm 1870 mà tôi sẽ nói, thì thánh Giuse thật sự được giáo hội tôn vinh là vị bảo trợ giáo hội và xứng đáng với những gì mà chúng ta đang thấy ở đây. Vậy tôi muốn tập trung vào 500 năm cuối cùng, 500 năm từ sau công đồng Trento, tức là từ thế kỷ thứ 16 cho đến nay, để nói về thánh Giuse ở trong lòng Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta biết anh em Tin Lành, cải cách Tin Lành, họ ra đời vào đầu thế kỷ thứ 16, tức là từ năm 1545, sợ năm 1517. Nhưng công đồng Trento thì họp từ năm 1545 cho đến năm 1563 để đối lại với những gì mà anh em cải cách Tin Lành chống đối chúng ta. Ở trong đó, họ chống đối việc người Công giáo sùng kính các thánh, sùng kính mẹ Maria và đương nhiên trong đó có cả thánh Giuse. Và để bảo vệ căn tính Công giáo, để bảo vệ chúng ta là những người Công giáo, chúng ta sùng kính các thánh là gương mẫu của mình, sùng kính thánh Giuse là người chúng ta học hỏi noi theo, sùng kính mẹ Maria, để bảo vệ căn tính đó, thì giáo dân họ tăng cường lòng sùng kính bí tích thánh thể, họ tăng cường việc lần chuỗi, họ tăng cường việc thăm viếng các thánh, và trong đó có việc tăng cường lòng sùng kính thánh Giuse. Và cũng với cái ý thức như vậy, thì ngay tại nước Đức, nơi mà phong trào cải cách Tin Lành ra đời, ở vùng Bohemia đó, thì vua Ferdinand thứ ba, Ngài đã công bố thánh Giuse là đấng giữ gìn hòa bình. Năm 1655, Ngài công bố cái đó. Rồi con của ông là Leopold thứ nhất đó, lên làm vua. Ông ta cũng giữ một cái lập luận như cha mình và công bố thánh Giuse là đấng bảo trợ cho toàn thể đế quốc Áo. Tức là từ đầu thế kỷ thứ 17, thì để đối nghịch lại với những gì anh em Tin Lành chống đối mình, thì hai nhà vua Ferdinand thứ ba và nhà vua Leopold thứ nhất đã công bố thánh Giuse là đấng bảo trợ hòa bình, rồi là đấng bảo trợ cho toàn thể đế quốc Áo. Rồi khi sinh con đầu lòng, thì chính Leopold đã đặt tên cho con của mình là Giuse, mà tên này thì không có trong dòng tộc. Đã như vậy, cũng trong thời kỳ của Leopold, tức là từ đầu thế kỷ thứ 17, thì anh em gọi là người quân Hồi giáo đến để tấn công người Công giáo ở vùng Âu Châu và cuộc chiến kéo dài. Nhưng sau khi thắng được quân Hồi giáo, tức là người Turk, người bây giờ chắc là vùng Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì năm 1683, vua hoàng đế Leopold thứ nhất đã dâng chiến thắng Vienna dưới sự bảo trợ của thánh Giuse. Rồi Ngài lại viết thư để xin Đức Giáo hoàng Innocent thứ 11 vào năm 1684 đó. Ngài xin là Đức Giáo hoàng thiết lập một thánh lễ kính thánh Giuse vào ngày Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh. Rất là đặc biệt. Leopold thứ nhất là một vị hoàng đế có lòng sùng kính thánh Giuse rất đặc biệt. Và như tôi nói,
Ngài đặt tên con của mình cũng là Giuse. Rồi Ngài xin, sau khi mà thắng cái trận chiến với Hồi giáo, Ngài xin Đức Giáo hoàng Innocent thứ 11 đặt lễ thánh Giuse vào ngày Chủ nhật nhé, vào tuần thứ ba của mùa phục sinh. Nhưng mà cái lời thỉnh nguyện này thì Đức Giáo hoàng không có chấp nhận, bởi vì lễ phục sinh nó mang cái ý nghĩa trọng và đặc biệt riêng của nó. Nhưng mà bù lại, Đức Giáo hoàng cũng không có bác đi. Ngài thay vì không chấp nhận là lễ vào ngày Chủ nhật thứ ba của mùa phục sinh, thì Đức Giáo hoàng Innocent thứ 11 lại chấp nhận lời thỉnh nguyện của vua Tây Ban Nha lúc đó, cũng cùng thời kỳ đó, cũng là người Công giáo, tức là vua Charles thứ hai, xin đặt thánh Giuse làm quan thầy của nước Tây Ban Nha. Và năm 1689 thì Đức Giáo hoàng nhận được cái thỉnh nguyện thư đó, chưa nói là ngài chấp nhận hay không. Nhưng mà đây là một điều học lịch sử chúng ta thấy cũng vui lắm. Những ai có dịp đi qua bên Tây Ban Nha mà đi lên một cái vùng đó gọi là Compostela đó, thì ở đó người ta nói là có xác của thánh Giacobbe. Và người ta tin rằng thánh Giacobbe tiền đó là người đã đến để rao giảng tin mừng ở Tây Ban Nha. Và vì thế thánh Giacobbe vẫn được coi là đấng gọi là bảo trợ cho Tây Ban Nha từ xưa đến nay. Và người Tây Ban Nha có một lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh Giacobbe, cho đến ngày nay cũng vậy. Vì thế khi vua Tây Ban Nha là Charles thứ hai xin Đức Giáo hoàng Innocent thứ 11 đặt thánh Giuse làm đấng quan thầy của Tây Ban Nha vào năm 1689, thì những người Tây Ban Nha họ chống đối, một số đông họ không chống đối, bởi vì họ không muốn đổi, họ vẫn muốn giữ thánh Giacobbe làm thánh bổn mạng. Và cũng vì lý do chính trị đó, cũng vì cái lộn xộn đó mà dân tình trở nên gọi là nội bộ lũng củng với nhau, cho nên Đức Thánh Cha đã không có nhận cái thỉnh nguyện thư đó. Và vì ngài chưa bao giờ chấp nhận thỉnh nguyện thư đó, cho nên hai năm sau, tức là năm 1690, thì việc đặt tên thánh Giuse làm quan thầy của Tây Ban Nha được coi là vô hiệu lực, bởi vì nó không có được chấp nhận và cũng coi như là chưa bao giờ được xảy ra. Nhưng bên cạnh đó, một số rất đông những người Tây Ban Nha họ lại có lòng sùng kính đặc biệt thánh Giuse. Vì thế họ thấy việc không chấp nhận thánh Giuse là bổn mạng của nước Tây Ban Nha, họ khó chịu. Cho nên từ sau năm 1690, có một phong trào rất lớn ở vùng miền Nam của Tây Ban Nha là con cái khi đặt ra, sinh ra, thì họ đặt tên cho con là Jose, mà chúng ta thấy rất nhiều Jose bây giờ mang tiếng Tây Ban Nha, là họ đặt tên để làm gì? Để phản đối việc là một số người đã không chấp nhận thánh Giuse làm quan thầy đất nước, cho nên sinh con ra, họ đặt tên con của họ. Và lúc đó tên Jose trở thành một tên phổ biến nhất trong xã hội của Tây Ban Nha thời bấy giờ. Và cho đến năm 1890 thì Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 mới phục hồi lại lễ kính thánh Giuse ở Tây Ban Nha. Rồi sau đó, ngài cũng ban một cái hình thức tương tự như vậy phục hồi lại cho nước Bồ Đào Nha. Ở đây tôi muốn nói đến lòng sùng kính của thánh Giuse qua rất nhiều các nhà dòng cũng như các vùng ở trong đó, từ năm 1600, từ sau công đồng Trento cho đến khoảng chừng đầu năm 1700, rất nhiều các nhà dòng và các địa phận có lòng sùng kính thánh Giuse một cách đặc biệt. Còn đối với lòng sùng kính thánh Giuse ở Việt Nam thì sao? Học lịch sử Việt Nam chúng ta cũng biết là cha Alexandre Rote, ngài ghi lại ở trong cái cuốn hành trình của ngài, từ những ngày truyền giáo đầu tiên, cha Alexandre, chúng ta hay gọi là cha Đắc Lộ đó, cha Đắc Lộ kể lại là ngày 12 tháng 3 năm 1627, ngài bắt đầu đi từ Macau về Việt Nam, về ở đàng ngoài đó, tức là đàng ngoài tức là bên phía Bắc, đàng trong tức là bên ở phía Nam. Ngài đi từ bên Macau về ở đàng ngoài. Thì trong những ngày đầu thì thuyền thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà đến ngày gọi là ngày thứ bảy, đến ngày thứ bảy thì sóng nổi bão tố làm cho mọi người sợ sệt. Và ngày hôm sau đó, ngày 18 là cái ngày bão tố, ngày hôm sau là ngày lễ thánh Giuse, thì tàu của ngài cập vào ở trong cửa bạn ở Thanh Hóa. Và ngài ghi rằng ngày 19 tháng 3 năm 1627, ngài cùng với một vài các vị
truyền giáo đã đặt chân vào cửa bạn thanh hóa vào lễ thánh Giuse, và ngài đặt tên cái nơi mà ngài đến, mình gọi là cửa bạn, còn ngài đặt lại tên đó là cửa thánh Giuse. Và ngày 14 tháng 2 năm 1670 thì ngài giám mục tiên khởi ở đằng trong lúc đó, đó tức là Đức cha Lambert de la Motte, ngài họp công đồng đằng ngoài ở ngoài Hưng Yên, và ngài là người đã đặt thánh Giuse làm quan thầy của đằng ngoài, tức là làm quan thầy của vùng mình gọi là vùng phía Bắc. Rồi năm 1678 thì theo thỉnh nguyện thư của những người ở trong vùng truyền giáo, vùng truyền giáo ở đây tôi muốn nói tới Trung Hoa nè, đằng ngoài đằng trong, tức là có Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam nè, rồi Ai Lao nè, Campuchia nè, thì năm 1678 có một thỉnh nguyện thư của những người ở vùng truyền giáo xin Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 11 đặt thánh Giuse làm bổn mạng các sứ truyền giáo, và ngài đã đặt thánh Giuse làm bổn mạng các sứ truyền giáo từ năm 1678. Đó là lý do tại sao mà thánh Giuse trở thành thánh bổn mạng là đấng bảo trợ đất nước Việt Nam. Một phần bởi vì ngày mà cha Đắc Lộ đến đặt chân vào cửa bạn là ngày 19 tháng 3 năm 1627, và một phần nữa là chính Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 11 đã đặt thánh Giuse làm bổn mạng bảo trợ cho tất cả các khu vực truyền giáo, ở trong đó có Trung Hoa, ở trong có đằng trong đằng ngoài, tức là Việt Nam của chúng ta, rồi có Ai Lao, tức là Lào, có Campuchia. Gần đây nhất là năm 1997 đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam lại một lần nữa xác định tôn vinh thánh Giuse là quan thầy của Giáo hội Việt Nam. Vì thế, thánh Giuse có một vị trí cũng đặc biệt ở trong lòng của người Việt Nam. Đối với Giáo hội Hoàng Vũ thì sao? Lòng sung kính của thánh Giuse dâng rất cao. Và dưới thời của Đức Giáo hoàng Sixtus thứ tư, đó, tức là từ thế kỷ thứ 15, thì ngài đã nâng lễ kính thánh Giuse lên bậc lễ trọng. Rồi đến năm 1621, Đức Giáo hoàng Gregory thứ 15 lại nâng lễ thánh Giuse lên hàng lễ buộc nữa kìa. Cho đến năm 1670 thì Đức Giáo hoàng Clemente nâng lễ thánh Giuse lên lễ trọng bậc 2. Lễ trọng bậc 2 có nghĩa là chỉ còn đứng sau lễ trọng bậc nhất thôi. Mà lễ trọng bậc nhất thì chúng ta biết rồi, đó là lễ phục sinh, đó là những lễ lễ mà tối cao rồi đó. Thì lễ thánh Giuse được nâng lên lễ trọng bậc 2. Nói như vậy để thấy ở trong phụng vụ, giáo hội cũng có một lòng sùng kính ngài một cách đặc biệt. Rồi bên cạnh việc đưa ngài vào ở trong phụng vụ, thì Đức Giáo hoàng Clemente thứ 11 khi lên ngôi giáo hoàng năm 1700 đó, ngài cũng soạn một cái kinh, chúng ta gọi là kinh cầu của thánh Giuse, rồi đưa kinh cầu vào cho giáo hội dùng từ thế kỷ thứ 18. Rồi có một điều đáng nhớ nữa là, như tôi nói, cái kinh cầu mà được đưa vào từ năm 1714 đó, bởi vì trước đó thì trong kinh cầu mà chúng ta gọi là thời Trung Cổ đó, kinh cầu của các thánh thì không có tên thánh Giuse, mà giáo hội ở Tây Ban Nha đó họ tự thêm vào, chứ không phải là của giáo hội Hoàng Vũ. Giáo hội ở bên Tây Ban Nha từ thế kỷ thứ 14 họ tự thêm tên thánh Giuse vào ở trong kinh cầu các thánh. Rồi các tu viện của các dòng, chẳng hạn như dòng Đa Minh hoặc là Camelo, dòng Cát Minh hoặc là dòng Francisco, họ tự động thêm tên của thánh Giuse vào, cho đến chính thức được đưa vào là từ năm 1714. Và đến năm 1726 thì Đức Giáo hoàng Benedict thứ 13 đã chính thức phê chuẩn kinh cầu thánh Giuse và kinh cầu có tên thánh Giuse ở trong kinh cầu các thánh. Đến năm 1870 thì Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 công bố thánh Giuse là đấng bảo trợ giáo hội Hoàng Vũ, và ngài nâng ngày lễ 19 tháng 3 trở thành lễ trọng bậc nhất. Nhưng mà cho đến năm 1956 thì chúng ta biết là Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 ngài xóa đi một cái thánh lễ mà được thiết lập trước đó của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11, rồi ngài thay vào đó, tức là ngày 24 tháng 4 có một cái lễ của thánh Giuse ngài xóa, nhưng mà ngài thay vào đó bằng một cái ngày lễ chúng ta gọi là lễ thánh Giuse thợ mà bây giờ chúng ta vẫn kính, tức là ngoài ngày 19 tháng 3 chúng ta còn có ngày 1 tháng 5. Và gần đây nhất, Đức Giáo hoàng Gioan 23
Ngài thêm tên của Thánh Giuse vào trong kinh tạ ơn để cho khi các linh mục làm lễ ở trong sách Roma đó, các ngài đọc. Và năm 2013, mới cách đây 8 năm, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa tên Thánh Giuse vào ở trong kinh lễ tạ ơn 2, 3 và 4 ở trong thánh lễ hàng ngày. Mà ngày nay khi chúng ta đi lễ thì chúng ta ai cũng nghe là đang khi đọc kinh thì chúng ta có nghe tên là Thánh Mẹ Maria rồi tới Thánh Giuse và anh của ngài. Tôi đi cũng vắn tắt bởi vì thời gian nó không có hạn, mà tôi thấy đây cũng là một cái điều hay bởi vì cũng có ít ai nghiên cứu, sở dĩ tôi làm việc bởi vì đi dạy thì chúng ta cũng phải biết nhiều. Nhưng đi sâu vào ở trong lòng giáo hội để thấy sự hiện diện của Thánh Giuse ở trong lòng Kitô hữu rất đặc biệt. Ban đầu với những gì rất âm thầm, Thánh Giuse là một vị thánh rất âm thầm ngay từ đầu. Và vì thế những hình ảnh mà người ta tìm thấy ở trong các nhà thờ, ở trong các hang động, ở trong các nhà nguyện, ở trên các cái mồ vẽ, ban đầu Ngài không là một vị thánh đứng một mình. Ngài đứng chung với các mục đồng ở trong việc Chúa Giêsu, nhịp Chúa Giêsu sinh ra. Ngài đứng chung với mẹ Maria, với Chúa Giêsu, với các đạo sĩ. Nhưng từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 trở đi, người ta chịu ảnh hưởng của lòng sùng kính Thánh Giuse từ bên Ai Cập. Rồi từ bên Ai Cập truyền qua bên Tây Phương. Rồi từ Tây Phương, nhất là từ sau thế kỷ thứ 11, lòng sùng kính Thánh Giuse được lan tỏa khắp cả vùng Âu Châu. Và đặc biệt là từ thế kỷ thứ 17, khi các cái trận chiến đối với quân Hồi giáo, sau khi chiến thắng được quân Hồi giáo, thì chính Hoàng đế Leopold thứ nhất đã hai lần, một lần thì xin Đức Giáo Hoàng đặt một ngày lễ để đặt một ngày lễ vào tuần Chủ nhật thứ ba của tuần Phục sinh, và một thính nguyện thư xin Đức Giáo Hoàng đặt Thánh Giuse làm bổn mạng cho cả đế quốc Áo. Đế quốc Áo lúc đó là cả một cái phục, là cả một cái Âu Châu nhé. Cho nên lòng sùng kính từ đó bắt đầu phát triển. Mà điều tôi thấy cũng rất là ngẫu nhiên nữa, một sự trùng hợp, đó là lòng sùng kính Thánh Giuse của người Việt Nam chúng ta. Đơn giản bởi vì các vị truyền giáo đặt chân vào đất nước Việt Nam theo như lời kể của cha Đắc Lộ là chính vào ngày 19 tháng 3, ngày kính Thánh Giuse. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam trong những năm gần đây, mới đây từ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức năm 1997 đã lập lại tôn vinh Thánh Giuse là quan thầy của đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi chỉ muốn kết luận như thế này. Thánh Giuse được gọi là người công chính. Và từ công chính ở trong thần học của người Do Thái mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta dùng từ ngữ của người Công giáo ngày nay thì chúng ta dùng cái từ là thánh, là một đấng thánh. Thánh Giuse được gọi là người công chính, có nghĩa là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người bạn của Thiên Chúa, những người được nhìn thấy Thiên Chúa ở trong tư tưởng thần học của người Do Thái. Và chính vì thế mà Kitô hữu của chúng ta học hỏi từ Ngài, học ở gương khiêm nhường, học ở gương Ngài biết lo lắng cho những người khác. Và trong 6 tháng trước đây, chúng ta cũng đã đi qua để học hỏi. Ngài là đấng bảo trợ gia đình, Ngài là đấng bảo trợ giáo hội, Ngài là đấng cho chúng ta gương khiêm nhường, gương vâng phục, tất cả những điều đó. Cầu xin Thánh Giuse ở trong lòng Kitô hữu cũng như ở trong lòng mỗi một người chúng ta, để chúng ta học hỏi được những gương sống của Ngài. Và nói như lời của chị Thánh Teresa Avila, không có việc gì mà khi tôi đến xin với Thánh Giuse mà không được cả. Hy vọng là chúng ta cần việc gì, Ngài là đấng bảo trợ, đến để cầu xin qua lời cầu bầu của Ngài, Ngài cũng sẽ xin Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn. Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn cha đã trình bày những cái diễn tiến lịch sử trong việc sùng kính Thánh Giuse suốt qua 2000 năm của lịch sử giáo hội Công giáo của chúng ta. Dạ vâng, kính thưa cha, trong cái phần hỏi đáp hôm nay đó, thì trong cái những tuần qua, có lẽ là mọi người chúng ta có nghe nhiều thông tin bàn cãi về việc có nên hoặc là bắt buộc chích ngừa COVID hay không. Thành ra các câu hỏi của chúng con hôm nay đó xin phép được đề cập đến cái đề tài này từ cái nhìn
của giáo huấn giáo hội Công giáo. Dạ thưa cha, câu thứ nhất, chúng con nghe là giáo hội dạy mọi người phải quyết định và làm theo tiếng nói của lương tâm. Như vậy xin cha giải thích lương tâm là gì? Cái này thì tôi phải mở giáo lý Công giáo ra và tôi cũng sẽ giải thích cho anh chị em hiểu một cách rõ ràng. Giáo lý Công giáo từ số 1776 cho đến hết số 1802 dạy cho chúng ta về lương tâm. Nhưng mà tôi muốn đặt cái tóm lược và tôi cắt nghĩa thôi. Lương tâm là gì? Thật sự ở trong từ điển Việt Nam của chúng ta, họ định nghĩa lương tâm là tiếng nói thiện hay là một cái tiếng nói của cái lòng tốt ở trong con người của mình. Nhưng chúng ta nghe giáo lý Công giáo định nghĩa lương tâm như thế nào? Số 1795 nói, lương tâm là hạt nhân bí ẩn nhất và là cung thánh của con người. Nơi con người ở một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng của họ. Giáo hội muốn nói lương tâm là một cái gì thẳm sâu nhất mà ở đó chỉ có mình với Chúa. Và Chúa đang nói với mình cũng như mình đang nói với Chúa. Nói một cách đơn giản là như vậy. Nó là hạt nhân bí ẩn nhất và là cung thánh của con người. Cung thánh là một cái nơi trang nghiêm, tôn nghiêm và chỉ có mình với Thiên Chúa mà thôi. Số 1796 nói, lương tâm là sự phán đoán của lý trí, nhờ đó nhân vị nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi cụ thể. Có nghĩa là lương tâm không phải chỉ là chúng ta nói ra theo lương tâm tôi, không. Lương tâm nó cũng cần phải có sự phán đoán của lý trí, nó cũng cần phải có sự thu góp tất cả những information, những cái ý ở bên ngoài, những cái tin tức ở bên ngoài, để rồi chúng ta phán quyết xem thử nó đúng hay sai. Chứ không phải lương tâm chỉ là nói một câu theo ý lương tâm của tôi. Số 1797 nói, đối với những kẻ làm điều xấu, phán đoán của lương tâm còn là bảo chứng cho sự hối cải và niềm hy vọng. Ý muốn nói, khi những người làm sai thì tự ở trong mình có sự đánh đổi và vì thế đây là tiếng nói sâu thẳm của lương tâm. Rồi số 1800 là quan trọng nhất, nói, con người luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Có nghĩa là gì? Giáo hội nói rằng một khi lương tâm của mình đã phán quyết như vậy, thì con người mình bắt buộc phải theo phán quyết đó. Đây là một trong những điều mà tôi không thể cắt nghĩa được trong một vài phút, nhưng mà tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ và nói một cách dễ hiểu thôi. Tôi hy vọng anh chị em có dịp học hỏi thêm ở trong những cái lớp giáo lý. Cái câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi chúng ta đã có một quyết định, đây là lương tâm tôi quyết cho tôi phải làm, thì dù việc đó chúng ta có đi nghịch lại với lời dạy của giáo hội, đi nghịch lại với những gì mà chúng ta biết, nhưng sau khi mình đã phán quyết và trong lương tâm trong sáng của mình, đây là điều mình phải làm, thì chúng ta cứ việc làm. Ngay cả những việc chúng ta làm mà chúng ta cho rằng là luật giáo hội ghi là đây là việc sai, cứ phải theo lương tâm, chứ không theo luật giáo hội. Nói cách khác, lương tâm là tòa án tối cao mà chúng ta có được trên trái đất này. Bởi vì sau khi mình chết, thì mình sẽ có một tòa án cao hơn, đó là Thiên Chúa, Ngài sẽ phán xét mình. Còn hiện tại trên trái đất này, lương tâm là tòa án cao nhất, rồi dưới lương tâm lúc đó mới là giáo hội, mới là các bộ luật. Vì thế số 1800 nói cái gì tôi đọc lại. Con người luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình, tức là luôn. Thánh Thomas Aquino ngày đưa ra một cái ví dụ. Nếu có một người sống ở trong một vùng núi, và sau khi nghe chúng ta đến để truyền giảng cho họ rằng đừng có giết người nữa, bởi vì giết người để mà dâng hiến cho các thần sông, thần núi như vậy là sai, rồi mình khuyên họ theo đạo Kitô giáo. Nhưng trong tự lương tâm của họ, họ thấy rằng đi theo Kitô giáo là một điều sai, bởi vì họ chưa biết nhé. Tự trong lương tâm của họ, họ nghĩ rằng đi theo Kitô giáo là một điều sai. Và việc mà họ dâng hiến một đứa trẻ, một đứa mới lớn để cho thần thánh ban phúc cho toàn thể những cái vùng đất của họ, cho các cái bản làng của họ là một điều đúng. Thì nói theo Thánh Thomas Aquino, họ vẫn cứ phải làm theo điều họ đã quyết định. Mặc dù sau này với kiến thức, những người khác nhìn thấy cái sai và khi chúng ta học được cái sai thì chúng ta đổi. Còn trong giây phút đó, họ vẫn cứ phải làm theo lương tâm của mình. Có nghĩa là
họ không được phép theo Kitô giáo, họ vẫn cứ phải giữ cái đạo riêng của họ. Nói như vậy, ở trong một cái giây phút ngắn như vậy, thì tôi hy vọng là anh chị em hiểu được một vài những cái gì mà tôi muốn nói nhé. Lương tâm là một cái gì sâu thẳm nhất mà khi con người của chúng ta sau khi đã thu thập những gì mình biết, cần phải tìm hiểu, cần phải học hỏi và quyết định, thì tiếng nói của lương tâm là tiếng nói cuối cùng. Ngay cả những việc đó có đi ngược lại với những gì giáo hội dạy, thì mình vẫn cứ phải đi theo tiếng nói của lương tâm. Vì thế cho nên, giáo hội khuyên chúng ta để có một lương tâm trưởng thành trong sáng và để có một quyết định đúng đắn, chúng ta cần phải học hỏi nhiều. Nếu không, thì chúng ta đi theo lương tâm đúng, chuyện đó đúng. Nhưng mà cái nguy hiểm là khi một lương tâm chưa trưởng thành, không trong sáng, thiếu học hỏi, thì sẽ có những cái quyết định sai lầm rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn cha. Cái câu hỏi kế tiếp nó cũng liên hệ với cái điều mà cha vừa nhắc nhở. Thì trong cái trường hợp về vấn đề chích ngừa COVID đó, một người có thể nói là tôi không chích ngừa vì làm theo lương tâm là đủ rồi sao? Phải có cái gì để giúp cho lương tâm được hướng dẫn, hoặc là như tiếng Mỹ là informed conscience. Một cái lương tâm, một lương tâm trong sáng, trưởng thành, hiểu biết đã vâng. Nếu trường hợp có một người nói tôi không chích bởi vì tôi chỉ theo lương tâm, thì cái này chưa có đủ đâu. Thật sự trong cái vấn đề mà COVID chích ngừa thì chúng ta cũng hiểu hả? Hiện tại trên đất Mỹ này, chúng ta dùng 3 loại, mà cũng là 3 loại mà chúng ta đưa ra để bàn luận. Đó là Pfizer là 1, Moderna là 2 và Johnson & Johnson là 3. Và cả 3 cái này nếu chúng ta nói về vấn đề sản xuất vaccine đó, thì một trong những hình thức sản xuất vaccine là người ta dùng những cái mô của bào thai đó, thường gọi là tế bào phôi thai, để mà người ta cấy, người ta làm. Và riêng đối với Pfizer và Moderna, by the way, tôi cũng xin nói như thế này, những cái phương thức này nó đến từ thập niên 1960, thập niên 1970. Ở trong đó cụ thể, người ta đã lấy cái bào thai, mà cho đến bây giờ thì người ta không biết cái bào thai đó là phá thai hay là sảy thai. Nhưng mà trong đó có một cái phá thai người ta biết, còn lại không biết là cái của người ta sảy thai hay là phá thai thì không biết. Nhưng mà từ những thập niên 60 thì người ta đã dùng những cái tế bào phôi thai này để mà một hình thức gọi là cấy, để mà phát triển những cái con virus. Bởi vì những con virus này nó phải phát triển trên tế bào người, cho nên họ dùng những cái tế bào phôi thai này để mà làm. Nhưng cái phương thức để mà làm ra những cái vaccine này, nó có hai cái khác nhau. Johnson & Johnson đó, thì người ta dùng một cái phương thức là dùng tế bào phôi thai để mà phát triển. Còn bên Pfizer và Moderna thì người ta không dùng, nhưng người ta dùng nó để làm một cái phương thức để mà kiểm nghiệm thôi. Cũng giống như bây giờ mình có một chiếc xe đó, thì mình đem ra mình tông thử, mình coi thử là cái độ bền tốt của nó bao nhiêu. Rồi đại khái bảo hiểm thường thường hay có một chiếc họ làm trước khi mà họ đưa ra để họ bán đó, thì họ phải có một cái phương thức để mà test, để mà thử luyện nó. Thì Pfizer và Moderna là hai nhà sản xuất, người ta dùng cái tế bào phôi thai để như là một phương thức kiểm nghiệm, chứ không phải là để sản xuất. Riêng đối với Johnson Johnson thì dùng để sản xuất. Tôi nói vắn tắt như vậy thôi. Và vì thế cho nên, ngay từ đầu, một số các giám mục rất đông, ở trong đó, nếu mà chúng ta hiểu được, thì ở trong đó, một số các đức cha, trong đó có đức cha Kevin Rhodes, một trong những người tôi biết, ngài là giám mục của Fort Wayne ở bên South Bend, ngài là người đứng đầu về Ủy ban Tín lý của Giáo hội Hoa Kỳ. Rồi có đức cha Joseph Norman của thành phố Kansas City, mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta ở đó. Ngài là người đứng đầu ở trong bang về ủng hộ sự sống đó, chống phá thai đó. Thì chính các ngài đã đưa ra một cái thư từ tháng 3 năm vừa rồi, nói đến việc Johnson & Johnson là một trong những công ty đã dùng những cái phương thức về tế bào phôi thai để mà phát triển các loại vaccine này. Thì cứ bình thường mà nói, chúng ta không được chấp nhận. Bởi vì họ dùng chính những cái phương thức phá thai hoặc là các cái bào thai để làm cái công việc này thì không được chấp nhận. Nhưng Pfizer và Moderna thì họ đi một cái phương thức khác. Nhưng mà tôi muốn nói tới cái lương tâm một cái người này trả lời như thế này.
trước khi mình dùng cái từ nói tôi không trách người về vấn đề lương tâm, thì mình cũng phải hiểu là những cái này nó đến từ đâu và nó như thế nào. Giáo hội cũng đưa ra hai cái câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất là đương nhiên theo lương tâm mình có quyền, bởi vì từ tháng 12 năm 2020, tức là tháng 12 năm vừa rồi, thì Thánh Bộ Tín Lý đã đưa ra một câu nói là với những ai theo lương tâm họ thấy rằng họ không chích ngừa được bởi vì những cái phương thức này, những cái thuốc này nó thật sự làm từ những cái tế bào phôi thai của các em đã bị phá thai, và theo lương tâm mà không làm được thì họ vẫn phải được tôn trọng. Đó là lời của Thánh Bộ Tín Lý. Nhưng mà bên cạnh đó, như tôi nói, Johnson & Johnson là một trong những loại thuốc rất là rõ ràng. Còn đối với Pfizer và Moderna thì cái phương thức nó khác. Rồi Đức Giáo Hoàng và các giám mục họ ra cái thư, họ nói cái gì? Có hai điều. Điều thứ nhất là sự sống, mạng sống của con người rất là quan trọng. Và vì thế, trong cái tình trạng phải chọn để bảo vệ mạng sống, thì chúng ta vẫn được phép chứ không có nghĩa là chúng ta cổ động cho nhé. Chúng ta được phép nhận những cái thuốc chích này để mà giữ mạng sống của mình. Bởi vì mạng sống của chúng ta bây giờ cũng quý như mạng sống của các em trước đây đã chết vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các ngài cũng nói trong trường hợp không có sự chọn lựa, thì việc mà chúng ta chọn lựa Johnson & Johnson, tức là chúng ta tránh tối đa. Nhưng nếu không còn sự chọn lựa và để bảo vệ mạng sống, thì việc chúng ta chọn Johnson & Johnson thì cũng có thể được chấp nhận. Tôi đưa ra một ví dụ. Pfizer và Moderna là những loại mà để bảo quản nó phải nằm ở một cái độ lạnh bao nhiêu đó. Tôi không phải bác sĩ, không phải khoa học, tôi không biết. Tôi chỉ nói chung chung thôi. Những cái ý về thần học thôi hả? Để bảo quản Pfizer và Moderna, họ phải có một cái độ lạnh bao nhiêu để di chuyển. Vì thế, nếu những người già, những người bị liệt ở trong gia đình của chúng ta, các bố mẹ của chúng ta già rồi, mình không thể chở ra được ở những cái nơi, những cái sân vận động để mà chích thuốc hoặc là những đi chỗ này chỗ kia rất khó. Tôi nói là những ngày đầu tiên, bây giờ thì nó phổ biến khắp mọi nơi rồi. Và một trong những điều mà các ngài có thể nhận được cái mũi chích là phải có y tá tới nhà chích. Mà nếu trường hợp y tá tới nhà chích thì chỉ có một loại thuốc có thể đem được đi qua chỗ này chỗ kia với một cái nhiệt độ bình thường, đó là Johnson & Johnson. Và vì thế ngay từ những tháng đầu tiên thì một vài những lời cắt nghĩa từ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, họ không khuyến khích nhưng họ cắt nghĩa để cho những người ở nhà mà chích cái thuốc Johnson & Johnson, bởi vì các ngài lớn tuổi không có đi lui được, không có đi lui đi tới được. Và chỉ có khi y tá tới chích thì họ bắt buộc chỉ đem được cái loại đó thôi. Thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã có những cái câu trả lời để cho ông bà cha mẹ của chúng ta, những người lớn tuổi, không có mang một cái mặc cảm tội lỗi mà họ vẫn được chấp nhận làm cái điều đó. Vì thế, những người nói rằng tôi không chích ngừa vì theo lương tâm thì chúng ta phải tôn trọng. Đó là luật của giáo hội, của Thánh Bộ Tín Lý nói ra. Và hiện tại bây giờ một số các giám mục cũng tôn trọng cái chuyện đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói là những người này khi nói thì chúng ta cũng hiểu mình đang nói gì. Còn nếu thật sự sau khi mình đã tìm hiểu và trong một cái lương tâm trong sáng thật sự mình không muốn, thì cái đó là quyết định của các anh chị em. Nhưng mà chúng ta không thể nói mà mình không có tìm hiểu hết nguồn gốc được. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cha. Câu hỏi kế chót. Thưa cha, giáo hội công giáo chúng ta sẽ ngả theo đường hướng nào nếu chính quyền bắt buộc dân chúng phải chích ngừa COVID? Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco có nói là chúng ta nên chích ngừa vì đó là việc bác ái, cũng như giúp cho công ích xã hội. Nếu thế thì có phải là giáo hội đồng ý để buộc bắt buộc chích ngừa COVID hay sao? Cảm ơn cha. Đây mới là một cái khó, bởi vì bây giờ chúng ta đang đứng trước một cái hiện tại bây giờ đó, tôi nói hiện tại bây giờ, tức là chúng ta đang ở vào ngày 28 tháng 8 đúng không? Hiện tại bây giờ đó, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đây nè, tôi đang nói Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đây, tôi chưa nói là Giáo hội Trung Hoàng Vũ. Hiện tại vẫn chưa thống nhất với nhau về một lời chỉ dẫn cụ thể cho giáo dân trong cái việc nếu chính quyền bắt buộc dân chúng phải chích ngừa COVID. Ở trong, như tôi nói, tháng 12 đó, là ở bên Thánh Bộ Tín Lý đưa ra một cái thư nói là phải tôn trọng lương tâm của những người nếu họ không nhận, họ không chịu chích. Nhưng trong tháng vừa rồi, một vài giáo phận, chẳng hạn như giáo phận El Paso, hoặc là giáo phận Lexington ở Kentucky, họ đòi hỏi tất cả những người nào làm việc trong giáo phận, tức là những giáo lý viên, những thừa tác viên, v.v., bắt buộc phải chích.
Bởi vì các đức cha nói rằng đây là vì phúc lợi chung của những người khác. Rồi một số các giám mục có những chỉ thị cụ thể, ở trong đó là Đức Hồng Y Chubbitt của Chicago và Đức Cha của San Diego là Đức Cha McElroy ha, đã nói rõ ràng các linh mục không được chứng giấy cho những người nào tìm đến mà nói rằng xin cho tôi một cái giấy để nói rằng tôi không chết vì lương tâm. Thật sự các linh mục không có cái quyền gì để chứng nhận giấy về lương tâm cả. Nhưng mà ở đây Đức Hồng Y ở Chicago Chubbitt cũng như là Đức Cha ở San Diego muốn nói rằng Ngài không có ủng hộ cái việc là những người dùng cái từ ngữ là theo lương tâm để mà không chết, bởi vì các ngài cho rằng cái việc chết là một cái việc đem lại phúc lợi cho mình cũng như cho những người khác. Nhưng mà bên cạnh các giám mục đó, bởi vì tôi mới nói thật sự bây giờ nó không rõ ràng là vậy và chưa nói là có sự chia rẽ nữa là khác. Bên cạnh các giám mục mà ủng hộ cái việc bắt buộc phải chết, thì mới cách đây mấy ngày, trung tâm gọi là trung tâm về đạo đức sinh học của Công giáo của nước Mỹ, họ đã ca ngợi và đưa một cái gọi là một phần thưởng cho 5 giám mục ở trên tiểu bang Wisconsin và 3 giám mục ở trên tiểu bang Colorado, bởi vì những người này là những người đã khuyến khích dân chích nhưng họ đã hoàn toàn đồng ý để cho dân không chích nếu trường hợp dân đứng ra mà nói rằng theo lương tâm tôi không làm được. Ý tôi muốn nói là cái gì trong một cái giây phút ngắn như thế này? Ý tôi muốn nói là hiện tại hôm nay đã là cuối tháng 8, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng không thống nhất với nhau. Và vì thế anh chị em ở địa phương nào thì cũng tùy theo địa phương đó. Nhưng mà để trả lời câu hỏi chung chung là như thế này. Câu hỏi là nếu trường hợp chính quyền bắt chích thì giáo hội Công giáo ngã về hướng nào? Và trong tuần vừa rồi Đức Thánh Cha nói việc chích là một việc bác ái. Không những vậy, hình ảnh của Đức Thánh Cha bây giờ được phát tán ở trên các cái TV của vùng Âu Châu cũng như vùng Nam Mỹ rất nhiều, bởi vì người ta mướn Ngài và người ta nhờ Ngài để quảng cáo cho việc chích thuốc và Ngài đồng ý việc đó. Tức là Ngài muốn khuyến khích người ta chích, nhưng khuyến khích với một hành động gọi là bác ái. Vậy thì nếu trường hợp mà chính quyền bắt buộc chích thì sao? Câu trả lời thì tôi không biết, bởi vì tôi không phải là người ở trong hàng giám mục để có thể đứng ra dạy dỗ anh chị em. Chỉ có các giám mục mới có cái quyền giảng dạy đó thôi. Nhưng mà tôi có thể nói được như thế này. Cho đến bây giờ thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chưa có một hình thức thống nhất cụ thể, mà các giáo phận cứ mỗi giáo phận đi theo mỗi một nơi. Nhưng chung chung là, thứ nhất, họ khuyến khích chúng ta chết để thứ nhất bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người chung quanh. Thứ hai, như lời của Đức Giáo Hoàng nói, việc chết ngừa không phải chỉ cho mình mà nó trở thành một hành động bác ái, bởi vì mình giúp kể cả cho những người chung quanh nữa. Cho nên đừng nghĩ chỉ có mình mà thôi. Nhưng mà cái thứ ba, bên cạnh đó, giáo hội, tôi nói về vấn đề tín lý nhé, và về vấn đề gọi là cái gì, quyền huấn quyền của giáo hội đó. Điểm thứ ba là bên cạnh đó, huấn quyền của giáo hội vẫn cho phép anh chị em, nếu theo lương tâm thì anh chị em vẫn có thể từ chối, nói theo thư của Thánh Bộ Tín lý vào tháng 12 năm 2020. Cho nên anh chị em ở đâu thì nghe theo lời của giáo hội địa phương ở đó. Và tôi nói nếu trường hợp mà họ bắt, chính quyền họ bắt chích, thì nói như lời của Đức cha Norman cũng như là Đức cha Kevin Rhodes, là chúng ta nếu được thì có thể chỉ chọn Pfizer và Moderna, và chúng ta tránh tối đa Johnson & Johnson, bởi vì Johnson & Johnson họ đã dùng một cái phương thức tạm gọi là một phương thức trực tiếp để sản xuất bào chế vaccine qua cái hệ thống dùng cái tế bào phôi thai dùng cái tế bào phôi thai, mà cái đó đi nghịch lại với lời dạy của chúng ta. Cho nên nếu có phải bắt buộc thì ít nhất cái sự chọn lựa trong những cái xấu, mình chọn cái xấu ít hơn, thì ở trong đó ít nhất là Pfizer và Moderna nó không phải dùng cái hình thức trực tiếp qua những cái tế bào phôi thai để mà sản xuất, thì dù sao chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha trong cái giây phút ngắn gọn đã trình bày những cái đề tài về thời cuộc và cho chúng con những cái hiểu về căn bản của giáo hội. Cảm ơn cha rất nhiều.